Nông dân và các nhà hoạt động ở Seoul đã biểu tình phản đối hiệp định thương mại tự do FTA Hàn Quốc Trung Quốc vào hôm qua 10 tháng 11 khi hai nước cho biết đã đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, khối các doanh nhân lại chào đón sự kiện này. Cuộc biểu tình của nông dân và các nhà hoạt động diễn ra ngay sau khi hai nước thông báo đã đạt được thỏa thuận chung cuộc, theo đó dỡ bỏ hoặc giảm đáng kể các hàng rào thuế quan và đầu tư song phương. Hai nước láng giềng đã đàm phán về hiệp định này từ hai năm qua nhằm mục đích mở rộng thị trường nhưng phía Hàn Quốc có nhiều hoài nghi và vấn đề đã được chuyển cho quốc hội quyết định. Một nhóm nhỏ các nhà hoạt động và nông dân đã tổ chức họp báo và trưng khẩu hiệu hãy rút hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc Trung Quốc. Nông nghiệp Hàn Quốc bình thường cũng đã bấp bênh rồi, không cần phải nói cũng biết FTA sẽ làm tình hình trầm trọng hơn. Tuy nhiên giới kinh doanh tại Seoul tỏ ra hài lòng với hiệp định. Chúng tôi chào đón hiệp định này, FTA với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ là động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp và kinh tế của chúng tôi. Trung Quốc và Hàn Quốc đã bình thường hóa quan hệ vào năm 1992 và kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng lên 229 tỷ đô la vào năm 2013 so với chỉ 6,38 tỷ đô la của năm 1992. Trung Quốc là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, còn Hàn Quốc đứng thứ bảy. Trung Quốc cũng đã ký FTA với Mỹ và EU.